Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm món cà ri Thái. Món này là gọi là Red Penang Curry. Thường thường mình hay ra nhà hàng Thái mình ăn á, thì làm món này rất là dễ. Mình chỉ cần có một củ khoai tây Yukon potato, một cái red bell pepper cắt ra từng miếng vừa ăn, thì mình có mấy lá, khoảng 7-8 lá chanh Thái, với lại hai cây sả. Mình đã đập dập thì xong cái cắt ra từng khúc như nè. Thì làm món này nên mình phải cần có một cái coconut milk. Đây là mình xài cái hiệu LRD nè. Coconut milk, chứ lại phải cần thêm cái red curry paste. Hiệu này mình thích nhất, hiệu này mình thấy là ngon nhất á. Đó, vậy xong mình phải cần có chicken thigh. Cái này là mình có 3 miếng chicken thigh, mình nêm nếm chung với lại bột nấm, bột tỏi với lại tiêu thôi. Thì mình cắt ra bằng từng miếng ăn vừa ăn. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn làm rất là dễ. Giờ đầu tiên lúc mình làm thì mình bỏ một muỗng, khoảng một cái tablespoon dầu ô liu vô. Giờ mình sẽ bỏ vô 3 muỗng red curry paste. Đó, một muỗng, muỗng thứ ba. Thì cái này nói chung là nó cay lắm, nên nếu mà mình muốn ăn cay nhiều thì bỏ nhiều, ăn ít thì mình bỏ hơn 1-2 muỗng thôi. Đó thì mình bỏ vô, mình xào chung với lại sả nè, với lại cái bột này. Thì mình bỏ lửa vừa thôi, số 5, số 6 thôi. Thôi giờ mình sẽ bỏ gà vô xào lên. Thì mình thích làm món này tại vì nó cũng tiện lắm, bên tại nhà mình nó có nguyên liệu sả lớn lắm, với lại cây chanh Thái nữa, rồi lá húng quế. Thì cái này lúc mà xong rồi mình bỏ lá húng quế lên. Đó, mà nhà mình có hết 3 thứ đó, bởi vì gà thì bình thường mình cũng hay mua bỏ lên tủ lạnh, rồi mình cũng hay làm cũng lẹ lắm, họ dân chồng 20 phút là có ăn. Bây giờ mình chỉ xào lên cho nó thấm đều, rồi thôi mình phải bỏ nước dừa vô. Đó, bây giờ mình xào cho nó thấm gia vị, không có cần cho nó chín, chỉ cho nó đều thấm gia vị thôi. Không có mình bỏ lá chanh vô. Nó thì xào qua lại một hai cái là xong. Cái mình là giờ mình sẽ đổ lo nước dừa vô. Đó, giờ mình sẽ đổ hết một cái lo nước dừa vô. Xong mình đổ thêm một nửa lo nước lạnh nữa. Đó, đây là nửa lo nước lạnh nào, mình sẽ đổ vô chung luôn. Xong mình quậy đều lên. Lúc mình đổ nước dừa với lại nước lọc vô đây rồi, bây giờ mình sẽ bỏ hết khoai tây vô. Xong cái đóng nắp khoảng lửa khoảng chừng số 4 thôi, thì mình cứ nấu khoảng 10-15 phút cho khoai tây nó mềm á, thì mình mới bỏ bell pepper vô. Lại mình thích ăn hành tây nữa, xong lát nữa hành tây mình cắt hành tây ra mình bỏ sau cùng. Đó thì bây giờ mình trộn đều. Lúc mình bỏ khoai tây vô xong rồi thì mình sẽ nêm nếm 5 muỗng cà phê đường, và với lại 3 muỗng cà phê nước mắm. Đó, và bây giờ mình sẽ đảo đều lên, xong cái đóng nắp lại, vặn lửa xuống số 4 thôi, đóng nắp lại 15 phút cho thịt gà nó chín với lại khoai tây nó mềm. Đó, cái lúc nấu có mỗi 5 phút á, là các bạn mở nắp ra, rồi xong cái mình cứ quậy nó đều lên, tại mình không có muốn nhiều khi nước dừa là gì nó cháy ở dưới bếp cái đáy á. Mình cứ đảo lên, rồi xong mình chắc cái khoai tây nó chín chưa. Cái này là mình thấy khoai tây nó chưa chín nè. Để đóng nắp nó còn 5 phút nữa. Ok, 15 phút rồi đây. Bây giờ mình sẽ coi thử cái khoai tây nó chín chưa. Ok, thấy khoai tây nó mềm rồi đó. Để mình nêm nếm lại thử cái nó vừa không, trước khi mình bỏ bell pepper với lại cái hành tây vô. Đối mình nó rất là ngon, nhưng mà nó hơi bằng mặn. Mình thì mình thích ngọt hơn chút xíu, tại đồ ăn Thái nó ngọt lắm. Vậy mình sẽ bỏ thêm một muỗng teaspoon đường vô nữa. Đó,
và coi coi là tổng cộng là 6 muỗng teaspoon đường và 3 muỗng teaspoon nước mắm nha các bạn. Đó, giờ mình đảo đều lên. Giờ mình sẽ bỏ bell pepper vô. Đó, và bây giờ mình sẽ đảo lên. Đó, giờ mình để cho nó sôi trở lại, xong mình sẽ bỏ ớt lên, xong tắt bếp. Vì bỏ rau húng quế lên nè. Đó, giờ mình để nó cho sôi trở lại. Ok, đã xong hết rồi, giờ mình sẽ bỏ húng quế lên với lại ớt hiểm lên. Cái này mình ăn với cơm rất là ngon. Em cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn các bạn video kỳ sau. Bye bye.